Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, quý anh chị em, hành hương, quý mến. Sáng hôm nay, đầu tháng hoa, chúng ta cùng đến với mẹ. Trong suốt tháng này, những đóa hoa muôn sắc ngát hương sẽ được thành kính dâng lên, ngập tràn dưới chân mẹ, biểu trưng muôn vàn sắc thái của tâm tư con thảo, bộc lộ muôn ngàn ước nguyện lên mẹ hiền. Chúng ta chọn hoa để dâng lên mẹ, vì hoa là thứ đẹp nhất trong muôn loài. Chính Thiên Chúa đấng cho cây trồng hoa và những bậc thay mặt Chúa cũng quý trọng nét đẹp của các loài hoa. Trong Cựu Ước, chính Chúa đã bảo ông Môi-se làm những nụ hoa, cánh hoa và đài hoa bằng vàng mà trang trí trụ đèn bạch ngòm đặt trước hòm bia giao ước. Vua Salomon, vì vua thông minh và khôn ngoan lừng danh của Cựu Ước, ra lệnh cho nghệ nhân phải chạm trổ các loài hoa bên trong và bên ngoài vách tường của nơi cực thành. Trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu cũng phải ca ngợi nét đẹp của loài hoa khi Ngài nói: "Chúng con lại xem hoa về ngoài đồng, chúng không cắn cười, không xe dệt, thế mà Thầy bảo cho chúng con biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không thể mặc đẹp bằng một bông hoa ấy." Vì vẻ đẹp tuyệt vời, màu sắc tươi thắm, hình dạng phong phú ấy, mà từ thơ văn đến hòa phẩm,
từ lễ hội dân gian đến nghi lễ tôn giáo. Và cả trong đời thường, hoa luôn được quý chuộng, nâng niu và trưng bày. Cách riêng trong phụng vụ công giáo, hoa hiện diện ngay trên cung thành. Chỗ đứng của hoa cao lắm, nó đứng trước bàn thờ, đứng cạnh thư đài nơi công bố lời hằng sống của Chúa. Nó đứng bên nhà tạm nơi thánh thể Chúa ngự trị. Nó như một MC xinh đẹp, một lễ tân trang trọng và lộng lẫy, đứng kề bên, niềm nở và giới thiệu cho mọi người đấng nó đang hầu cần. Ngoài ra, vì sự hàn hẹp của ngôn từ, hoa còn được dùng như một thứ ngôn ngữ quý báu và đa âm, trợ giúp con người diễn tả và bộc lộ những sắc thái và cung bậc tình cảm trong tâm tư không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời nói. Hoa là thứ ngôn ngữ không phát ra âm thanh, nhưng lại truyền đi những sự điệp dồi dào xúc tích và có cái ý nghĩa hơn cả ngôn ngữ. Hoa trổ sinh từ cây, nhưng lại khác với cây. Lá chỉ màu xanh, nhưng hoa lại trăm màu trăm sắc, đa dạng mượt mà quý phái. Chính sự trăm sắc và muôn dạng ấy còn vậy hương thơm và ý nghĩa của từng loài hoa, mà cây hoa khi trổ bông được quý chuộng đặc biệt. Có cây đã trở nên vô giá, nó là kiệt tác, chỉ để thưởng thức và chiêm ngưỡng. Dâng hoa lên mẹ là một cử chỉ tinh tế được luyện lựa, vì hoa như có khả năng nói về mẹ, hoa có khả năng nói thay ta. Qua vậy, những lời đầu tiên của bài phúc âm hôm nay cho thấy Maria là một thiếu nữ rất thường ở Nazareth đã đính hôn. Giữa muôn người trên địa cầu, thiếu nữ ấy chỉ như một cành lá màu xanh, không gì khác biệt, chẳng gì cao sang. Thiên thần đến đánh thức cành lá Maria ấy bằng một lời báo nhiệm là Chúa Thánh Thần sẽ phụ bóng trên bà sẽ thụ thai và sinh một con trai. Con trẻ ấy sẽ nên cao trọng và được gọi là con đứng tối cao. Bà sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Tiếng xin vâng của Maria tiếp theo đó đã biến cuộc đời của người thiếu nữ ấy trở nên đóa hoa giữa thế giới loài người, độc nhất vô nhị. Vì thiếu nữ ấy là người phàm trần gian mà lại được làm mẹ Chúa cả trên trời. Để đóa hoa lan tỏa muôn ngàn sắc hương cao quý ấy, Chúa đã ban mẹ cho mẹ vô ơn vô nhị nguyên thổi, ơn đồng trinh tròn đời, ơn kết hiệp mật thiết với công cuộc cứu thế, ơn hồn sạc lên trời và muôn vàn ơn phúc khác. Ơn Thiên Chúa ban tặng hòa quyện với lòng trông cậy mạnh liệt, lòng yêu mến thắm nồng của mẹ đã làm cho tâm hồn mẹ trở nên đóa hoa kiệt tác. Hồi thánh tóm mọi điều ấy trong một câu ngắn và xúc tích: Đức bà như hoa vườn màu nhiệm vậy. Dâng hoa lên mẹ vì hoa là loài trăm sắc muôn màu, tỏa lan hương dịu dàng và tự nhiên, có khả năng diễn tả các tâm tư và nội niềm thay ta. Hoa hề biểu trưng lòng thuần khiết trên bạch trắng trong, hoa hồng diễn tả tình mến nồng thắm, chiều mến và ái mộ, hoa lan
tòa nét thánh tú đồng thời ẩn dấu sự mạnh mẽ. Hoa sen biểu lộ lòng độ lượng, tôn nghiêm và cung kính. Hương thơm là hương thơm của loài hoa hay là hương thơm của sự trinh nguyên thanh khiết của tâm hồn các em đang lan tỏa. Những bó hoa ấy di chuyển nhịp nhàng, đổi hình biến ảo, đèn nến lung linh, tạo nên một khung cảnh tung hô ca ngợi tri ân vô cùng thân yêu, rất đồi cao sang trước nhan mẹ. Tuy nhiên, dù đẹp muôn sắc, hoa vẫn mang tính biểu trưng. Dân hoa là biểu lộ tâm tư tình cảm của con thảo bày tỏ lên mẹ hiền. Tâm tư tình cảm là chính, là thực. Hoa là phương tiện diễn tả. Do đó, hoa khác với tâm tư. Hoa sẽ héo úa, nhưng tâm tư thì không phai tàn. Hoa vô tri vô giác, còn tâm tư thì dạt dào tình mến, chứa chan hy vọng. Mẹ Maria đón nhận mọi cách diễn tả của con cái thảo hiểu, nhưng mẹ lại nhìn cách trừ bến tâm tư và tình cảm của từng đứa con. Một bó hoa rực rỡ sẽ làm mẹ quý, nhưng một cành hoa dài hái từ đồng nồi thành kính dâng lên mẹ, mẹ cũng vui lòng đổ tràn lòng yêu thương, vì mẹ thấy trọn vẹn tình cảm no đầy của người con. Biết mẹ quý mến tình cảm của con cái, hội thánh đã đặc biệt bao nhiêu kinh nguyện, nhạc thị thi sĩ đã sáng tác muôn vàn ca khúc vần thơ, dệt vào đó muôn vàn tâm tình, để khi sướng lên lời kinh sốt sắng, khi ca huyền diệu ấy đánh thức cả tâm tình của con đối với mẹ, để con càng khẳng khít với mẹ và mẹ càng chiều mến con. Một khi lòng mẹ con hòa quyện vào nhau, ân sủng Thiên Chúa vốn có nơi mẹ sẽ chan hòa vào lòng con, nâng con lên khỏi trần gian tục lụy, thánh hóa con bằng các ước muốn cao sang, cho con cảm nếm hạnh phúc vô biên của cõi thiên đàng. Lạy mẹ Maria rất đội cao sang, rất đội chiều mến. Xin cảm tạ mẹ đã cho chúng con đến đây trong ngày đầu tháng hoa. Xin mẹ cho chúng con được dâng lên mẹ những bông hoa tươi thắm, tỏa hương dịu dàng để diện tạ lòng chúng con đang mến mẹ. Xin mẹ cho chúng con được gửi gắm vào những cánh hoa đang hầu dưới chân mẹ muôn vàn ý nguyện và ước mơ của chúng con. Amen.